chớp ngâm thù. Tin hot lúc 0 giờ. Nhà dân chủ bị bắt vì chim chuột với thủ quỹ hội. Theo tin Việt Vision mới nhận được, nhà hoạt động nhân quyền Mai Xuân Dũng vừa bị công an bắt quả tang vì hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng. Mới nghe thì mọi người có thể tặc lưỡi, ừ thì đàn ông mà, cải thiện tí có làm sao. Nhưng sự đời đâu có đơn giản như thế. Nhà hoạt động Mai Xuân Dũng gần 60 cái xuân xanh cũng đã lên ông bà, ông nội, ông ngoại. Vậy mà lửa tình vẫn ngùn ngụt cháy, trong khi Phan Cẩm Hường mới hơn 30 mùa hoa cả. Cái em Thảo, Teresa, con gái Mai Xuân Dũng vài tuổi, lại như mồi rơm dễ bén. Trang thì là chủ tịch hội cứu lấy dân oan, nàng thì làm thủ quỹ, tay hòm chìa khóa. Mối quan hệ tình tiền cứ gọi là xoắn bệnh với nhau. Đêm nay gió mát trăng thanh, Hà Nội lại đang giữa ngày oi bức. Trang và nàng rủ nhau lên Hồ Tây hóng mát trong nhà nghỉ. Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra hành chính, hai anh chị không mảnh vải che thân. Khổ, chỉ vì thời tiết quá nóng mà bị công an cộng sản bắt thế này thì oan quá đi mất. Giờ ngài chủ tịch và bà thủ quỹ hãy lo cứu lấy chính mình nhé. Muốn biết đôi giải cứu dân oan này có thể tự giải cứu được mình hay không, mời quý vị xem bản tin sau của Việt Vision. Chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp, nhưng đừng mơ được như cặp đôi Dũng Hưởng này nhé. Cả hai cùng có vợ chồng đàng hoàng, ai lại làm thế? Alo. Alo. Chào anh Trường. Ờ vâng. Tôi vừa nhận được nhiều cuộc gọi hỏi về sự kiện Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường bị bắt quả tang trong nhà nghỉ. Họ đã vi phạm chế độ một vợ một chồng. Ê, chúng tôi được biết anh là bạn tuổi thơ với Mai Xuân Dũng. Xin anh cho biết suy nghĩ của mình về sự kiện này. Vậy à? Vâng, cảm ơn. Mai Xuân Dũng bị bắt à? Thực ra thì tôi cũng không muốn trả lời câu hỏi này, bởi vì Mai Xuân Dũng là bạn tôi. Nhưng nếu anh đã hỏi thì tôi suy nghĩ như thế này. Tôi không muốn nói về Mai Xuân Dũng. Nhân đây tôi muốn nói đến các nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền. Hãy nhìn lấy cái sự kiện vừa nói. Các nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền, nếu đã nhân danh đấu tranh dân chủ nhân quyền, thì trước hết, ít nhất về mặt đạo đức, thuần phong mỹ tục, thì các vị phải mô phạm các vị đạo đức, thuần phong mỹ tục phải hết sức là chuẩn. Thế còn ấy, nếu không chuẩn được như vậy ấy, thì đừng có nhân danh đấu tranh dân chủ nhân quyền. Bởi vì trước sau ấy, cái lối sống, cái đạo đức của các vị, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra. Đến khi nhân dân biết ấy, thì cái bộ mặt đấu tranh dân chủ nhân quyền của các vị sẽ chẳng còn ra cái gì đâu. Đấy, tôi khuyên các nhà dân chủ nhân quyền như vậy. Còn với bạn Mai Xuân Dũng thì tôi chẳng muốn nói gì cả. Tôi chỉ rất buồn, buồn cho bạn tôi. Trước đây tôi cũng đã có những cái tâm sự, những cái suy nghĩ của tôi trên video gửi đến bạn ấy. Nhưng bây giờ bạn ấy lại dấn sâu thêm cái này. Tôi rất buồn, dù sao cũng là bạn bè từ tuổi thơ. Hết rồi. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau, trong lòng